Kìa, chui lỗ kìa. Đang buộc kìa kìa. Anh quay, quay phim nữa à? Phóng viên. Không, mày phim, mày phóng viên chỉ quay thôi. Không chụp. Quay đi ạ. Rồi cơ động em Phúc. Hướng nào không chứ mặt trời anh. Hướng này nó sáng này. Khởi động nhé. Nhanh lên khởi động đi, có 5 phút khởi động thôi, mẹ chụp ảnh mất bố 3 phút rồi. Anh chụp đi. Anh chụp đi, máy của em chỉ quay thôi. Quay phim à? Anh phim được không? Ngon. Khởi động. Được chưa? Nhưng mà em để ngoài ở đây bút phát vô phát là xong đấy. Không, đang khởi động thì em vậy thôi. Không. Đừng. Đi bỏ xuống cái phương. Có đi suốt ngày thấy người đi qua mày quay. Rồi anh ạ. Trận đấu với cả người khán giả đi quê rồi. Anh Hòa, dịch lên trên kia tí để chốc em còn quay lên đấy. Dịch lên trên kia đi, dịch hẳn lên trên kia đi. Không, đứng bên này đi, đổi bên nào ngồi bên đấy. Thì tùy. Phương, anh Phương, đứng lên trên kia tí để con quay được vào cái gôn chứ. Tiền ơi, mày đứng về phía khung thành bên mày tí. Quay phim chứ sao? Một cái khó chỉnh quá. Có bóng cũng câu nhé. Ui, đéo quay được, máy đéo xịn, đéo quay được. Câu lên. Đóng đi.
Làm quả xong thôi. Đi rồi.
Anh Quân ơi, thu tiền thẻ vàng của em cái. Quay ăn đi. Đi lên đi.
So. Lắc từ từ thôi, cầm vào cái này này, lắc ngang. Lắc từ từ thôi, không có rồi. Ai phi thể thao. Trường vàng này. Đi đây em mồm, đi đây, nó áo, nó áo, nó áo. Đi đây, trơn quá trời. Cắt bỏ.
Xong rồi giữ bóng lại thì xong rồi cho anh em đỡ mệt. Xong. Mình thấy cơ đủ 5 giây bắt đầu mình chuyền. Nó ra khỏe chứ? Mày đi à? Ủa chứ? Ăn chết à? Đấy, 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 cố lên. Thank you.
Mình đi mai tới bạn. Úi giời ơi. Đi vào. Sụt căng phết đây. Được. Quá tốt. Đông quả này vào phải. Siêu tiền đạo phải vào này, siêu tiền đạo bây giờ phải vào để cắm này. Đúng rồi, thì ra bọn anh đưa lại là. Rồi, mười một rồi.
Xem nó làm sao không? Nói chung cũng nhẹ mà. Nhẹ hả? Nhẹ mà. Trời thủ môn này nó ban luôn. Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.
Yếu thế mẹ, bọn y tá. Hả? Em tưởng nó giỡn. Giỡn gì, nó đau thật đi. Giờ thấy ôm chưa hình hiếu này em tưởng nó giỡn. Hay biết rồi. Cứ chở em được quả cho giỡn với mình đâu anh em dữ thế. Rồi. Sao mẹ ra sớm ấy? Giữ sức chèo đá à? Trời, giữ sức chèo đá bây giờ. Cũng hết sức ra cầm hòa ấy. Đây là cái gì? Phim gắng gắp đấy. Quay còn quay được bàn thắng. Không phải quay được bàn thắng. Biên lại. Phải đi. Ui giời Phong. Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.
Ôi chết rồi. Bắt là nó bẩy ra cái anh em nhảy vào bên luôn. Ui. Bảo câu kèm là câu cứ đứng ở dưới. Một tiền đạo thôi, nhớ ba tiền đạo vậy. Để thôi được. Chết đi rồi. Mày quá, ghi được bàn thắng rồi. Mấy rồi, mấy rồi? Hai đều. Kèm vào. Vâng, chân vô một người nữa, đủ rồi. Vào đây, vào đây. Vào đây, vào đây. Quang ở trên đi, Phong ở dưới. Quang ở trên, Phong ở dưới đi. Phong nó đè được người. Một, hai. Đây, hoa là thắng. Ô thế đội Hải Thạch với đang đội vệ sĩ thằng này. Thua rồi. Thua mấy không? Một năm. Ôi, đi cố đá được. Tao giả xếp kia. Mấy đây vô thẳng được 3-2 này, tao thưởng triệu. Em vào đi em ơi. Đá đi. 3-2 là thưởng 1 triệu luôn. Ghi vào, ghi vào. 3-2 thưởng 1 triệu luôn. Tiền ra đi. Tiền bỏ ngay lên đồn. Dập bóng tư. 50 người. 6 đây. Chọc khe kìa. Thôi. Tao bị bệnh chết mẹ. Bắn em kìa. Không ơi, quay lên đây, ném lên. Từ từ thôi, đó,
Sức chèo đá cần gì nữa. Bọn em qua đá hết sức rồi mà về vẫn bị chửi. Ai chửi? Vật được. Chúng anh hả? Không, bên anh chửi, bên tự anh chửi. Hả? Ông Hưng đi là tên mình xui. Thế nào mà cười được nữa anh Hưng? Tại sao? Anh thôi đi lại. Ôi, ơi, chiều nay cổ vũ cho bọn anh, đừng cổ vũ cho đội đấy nữa. Hôm nay ba đấy. Chiều nay tôi bán sẽ cho dữ thật anh à. Hôm nay đá thua nhiều còn hơn. Chiều nay em không đi cổ vũ đâu. Anh em tắm rửa cơ nghỉ ngơi.
Phùn có mộ nhớ rồi.